Rồi, hello cả nhà nha. Thì em được miền Tây cũng xin chào cả nhà nha. Sẵn mình quay clip đồ mới về, gần quay kẹp chung luôn. Nói chung là có ông chú xe, ông nhậu xỉn thì nhớ liên hệ lên công an phường Mỹ Phú lấy chiếc xe là nghe chú ơi, chú có nhậu xỉn á. Thì số xe là ở huyện Cao Lãnh nha cả nhà. Đó, chiếc xe này của chú nè. Chú thì xỉn thì lại công an phường Mỹ Phú lấy nha. Còn con thì con quay không bán đồ đó, chú như hình như chắc chú có nhậu là sao á, chú bỏ ở đây rồi lúc 1 giờ mấy tới giờ đó. Người nhà thì liên hệ công an phường nha, thì em quay lên đây thì mình lỡ phường mình liên hệ, mình cầm cà quẹt mình lỡ mình lấy nha cả nhà đó, chứ không phải muốn lấy là lấy xe được đâu nha. Thì đúng của mình thì mình lỡ công an phường mình liên hệ mình lấy đó, còn em thì em bán đồ đó. Rồi hôm nay em mới về một số mẫu đồ như là dây nhợ cả nhà, dây hôm nay về rất là nhiều luôn, rồi cần máy lưỡi đó, thì cũng tranh thủ quay cho cả nhà mình xem đó. Anh em mà cô bác chị đó xem mua được mẫu gì thì muốn ủng hộ em được nha. Đó, mở đèn led lên cho thấy rõ liền. Nói chung là em mới về được một mẫu dây cước trắng của Nhật nha cả nhà, có từ số 3 đến số 8 nha cả nhà. Đó, Amica đó, đây là dây cước Nhật Amica màu trắng luôn đó, hàng made in Japan nha cả nhà. Thì những dòng cước này là dòng cước chống sắn nha cả nhà, nó dòng cước chống sắn thì mới về cho nên là cũng tranh thủ quay cho cả nhà mình luôn đó. Thì em có số 3 là 0.28 đó, số 4 là 0.33 nha cả nhà. Nói chung là các xây thì nó tải là 7,3 kg, dây thì độ dài nó là 250 m nha cả nhà, hàng chính hãng made in Japan nha. Nó cước thì có màu trắng. Đó, màu trắng nha cả nhà, nó cước thì cước màu trắng nha, nó cước màu trắng. Thì đây là của hãng Amica nha cả nhà, Amica nó được phân phối trực tiếp từ công ty Hùng Khảng nha cả nhà. Đó, thì em về là số 3, số 4. Thì lúc trước anh em có kiếm là xây màu trắng mà xây dài mà hàng chất lượng á, thì mình xài dòng này, tại dòng này nó cũng chống sắn rất là tốt nha cả nhà, và nó là 250 m. Nó giá nó sẽ nớ hơn cái dòng TKR tí xíu đó. Giá đó là 190.000 một cuộn nha cả nhà. Nó là dòng cước chống sắn màu trắng. Hôm nay em về thêm những cái xe nhỏ như thế này cho cả nhà mình dễ chơi, với giá nó sẽ nớ hơn. Nó thì số 4 là 0.33 nha cả nhà. Số 4 là 0.33. Thì nó tải 9,5 kg, cũng 250 m luôn. Số 5 là 0.37, tải 10,8 kg nha cả nhà, 10,8 kg. Còn số 6 là 0.40, là nó tải là 11,2 kg. Còn số 7 là 0.43, đó nó tải 12,5 kg. Còn số 8 là 0.47, là nó tải là 14,3 kg. Đó, hàng made in Japan màu trắng đục, anh em nhận hàng kiểm tra hàng giùm em ha. Đó, dây làm rất là đẹp và chỉnh chu nha cả nhà. Đó, giá 190.000 một cuộn nha cả nhà ơi, 190.000 một cuộn. Còn dây 7 màu hôm nay em về đủ xây luôn, 180.000 một cuộn, 150 m à. Còn mẫu màu trắng này là 250 m nha cả nhà. Đó, mẫu màu trắng là 250 m. Nó nói chung là mới về thì dây chất lượng nó màu nó rất là đẹp cả nhà. Màu trắng thì anh em thích màu trắng để xài cá nhát nữa thì mình xài cái dòng này. Nói chung là cũng rất là ok, để em lấy cho anh em mình xem ha. Đó. Đó anh em. Nó tem này tem của hãng nha cả nhà. Ta mua hàng chính hãng thì phải có tem nha cả nhà. Đó, của hãng Amica ha, cuộn dây làm thôi thấy chất lượng rồi cả nhà. Đó, bên trong thì có những cái mọc tròn của hãng nha cả nhà. Đó, bên trong cuộn dây thì có 8 cái lỗ tròn của hãng ha, để chống hàng giả nha cả nhà. Nó có 8 cái lỗ tròn đó của hãng ha. Đó, dây trắng rất là đẹp nha. Thì dòng này là dòng ni lông 100%, cho nên là nó sẽ chống sắn cực kỳ tốt cho cả nhà mình ha, và chống mài mòn cực kỳ tốt luôn. Đó, đó, giá nó là 190.000 một cuộn nha cả nhà, 190.000 một cuộn. Thì em về bổ sung thêm chung với dây 7 màu, với dây 4 cá cơm, với dây TKR. Thì những cái mẫu dây đó là em có quay đầy đủ hết cho cả nhà mình luôn, nhưng mà em về dây mới thì cập nhật dây mới cho cả nhà mình luôn ha. Rồi, cả nhà mình mua hàng thì vui lòng liên hệ em được qua số điện thoại là 0963 890 470 ha. Nhận hàng mình được kiểm tra hàng thực tế trên sản phẩm ha cả nhà, rồi mình thanh toán cho shipper nha. Đó, em không có nhận cọc gì trước hết, cho nên cả nhà mình uy tín là mua hàng thì mình cứ yên tâm sử dụng xài ha. Đó, dây hiệu của nó là, mã của nó là Amica nha cả nhà, Amica. Đó, hàng made in Japan chính hãng nha cả nhà.
190k một cuộn nha, được nhập khẩu trực tiếp từ công ty Hùng Khảng nha cả nhà. Đó, được nhập khẩu trực tiếp từ công ty Hùng Khảng nha. Đó, hôm nay là về rất là nhiều luôn. Cũng tranh thủ quay cho cả nhà anh em được xem nè. Đó. Đây. Đó, Taylor hàng chính hãng cho quay cho cả nhà mình ha. Đó. Hàng được nhập khẩu chính hãng rất là nhiều. Xe 4 cái cơ nên về rất là nhiều luôn nha cả nhà. Đó, xe 7 màu với Odin với Taylor. Đó. Chung là em nhập rất là nhiều. Đây ở Mika, đó. Cả nhà, đó. Ở Mika nha cả nhà, quay cho cả nhà mình xem ha, của hãng ở Mika nha. Đó, thì hôm nay về thêm cho cả nhà mình ha. Đó. Thì hàng công ty chính hãng thì mua hàng có nguồn gốc rõ ràng. Đó, thì cho nên là cả nhà mình cứ yên tâm ha. Đó. Là chất lượng sản phẩm bên em ha cả nhà. Đó, thì hàng công ty. Rồi cho anh em là mua anh em xài yên tâm xài. Đó. Rồi. À, cả nhà mình mua hàng thì alo cho em qua số điện thoại là 0963 890 470 nha cả nhà. Đó, thì em cập nhật mẫu dây trước rồi sẽ cập nhật cần Advent cho cả nhà mình xem ha. À, mới về Advent. Rồi cần cắm gốc 2-3 loại nữa. Rồi em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Có một phần chia sẻ lên đây vì chiếc xe của con chú đó. Nó không bỏ đây nè, bó tay thiệt luôn. Đó, giờ mình mới điện công an rồi. Bây giờ công an kêu vô gỡ trong nhà một đêm, rồi sáng công an xuống dắt về phường. Còn mà nhà mà chủ nhà mà lỡ mà lấy mà không có giấy tờ á thì phải liên hệ phường xuống, phường xác minh rồi mới cho lấy xe. Đó. Rồi, chào cả nhà nha. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Đã xem video của em nha. Rồi. Để em quay biển số xe cái nữa cho cả nhà mình ha. Dễ ấy nha. Để nhiều khi ta nói mình câu view, câu like, tào lao nó mất công nữa. Đó. 66F1. Đó. Chú ơi, chú có xỉn, chú nhớ người nhà thở lấy nha chú. Trời ơi, khổ ghê á. Đi câu bữa nay chất quốc à. Rồi thôi kệ, làm phước được là làm phước quý vị ơi. Đó. Rồi.